từ xa có một con chim sải rộng cánh bay về phía ba người bọn họ đó là thần điều thần điều mang một luồng hơi nóng bay tới như thiếu đốt tất cả ba người như đang hòa tan vào ngọn lửa ấy vẽ xong rồi thời gian gấp rút vẽ không đẹp lắm cố cốc chủ đường chế bai mấy người làm sao vậy xẹt xét lý công tử trên bức tranh này là ba người không nhận ra sao đây là tam trúc kim điểu là con của đông phương thiên đế và hi hòa chính là thần điều đông phương thiên đế thần điều Thật ra Đế Tuấn và hi Hòa tổng cộng sinh 10 người con. Con sinh 10 con, 10 đứa trẻ này chính là mặt trời. 10 mặt trời cùng xuất hiện, dân không sống được. Một người tên Hậu Nghệ bắn rơi 9 mặt trời, cuối cùng mới chỉ còn lại một đứa này. Câu chuyện lưu truyền ở quê hương ta là như vậy. Bí mật thượng cổ, đây nhất định là chuyện mà Lý Công Tử từng chứng kiến. Nếu không ai có thể bịa ra câu chuyện bắn rơi mặt trời như này chứ. Quá khoa trương rồi, cho nên nhất định là thật. Có điều Lý Công Tử tại sao lại vẽ thần điều này tặng cho mình? Có câu nói rằng nghèo thì lo thân mình, giàu thì cứ giúp thiên hạ. Vẽ thân điểu cuối cùng này tặng cho cố cốc chủ là thích hợp nhất. Hừm. Lời này của Lý công tử trông thì dễ hiểu, thực chất ẩn chứa chí lý vô thượng. Công tử là đang, đây là đang hối thúc mình. Câu nói nghèo thì lo thân mình, chính là nói lo liệu ổn thỏa chuyện trong bổn phận, đừng có ý nghĩ xa vời, cậy mạnh mà gây sự. Giàu thì cứ giúp thiên hạ, chính là nói có năng lực rồi hãy quản chuyện của người khác. Lý công tử là đang miềm mai mình, ngay cả chuyện phong ấn ma vật cúng làm không tốt, còn vọng tưởng đòi công ty ban thưởng vô trinh hạo mạn như vậy lý công tử vẽ kim điểu e là đang nói muốn giống như hậu nghệ bắn chín mặt trời một mũi bắn chết mình mình chính là mặt trời cuối cùng đầy kinh hoàng này cố cốc chủ ngươi không sao chứ lý công tử cố mỗ biết dài lý công tử tham mạng cha cha tỉnh rồi tử giao cha gây ra sai lầm lớn rồi cái gì ta phong ấn ma vật không được suýt nữa gây ra đại họa làm việc bất lực còn đòi lý công tử thưởng chọc lý công tử không vui. Thanh vân cốc chúng ta, xong đời rồi. Cha, ban thưởng mà cha nói là cái này sao? Hửm, lý công tử nói bức tranh này là tặng cho cha. Lý công tử nói cảm ơn sự tiếp đãi của thanh vân cốc, công tử chơi rất vui vẻ. Lý công tử, vậy lý công tử bây giờ ở đâu? Nói phải về nhà cho chó ăn, đã rời đi rồi. Còn mời chúng ta có thời gian thì tới chơi, cùng nhau uống trà. Vậy, vậy tốt quá rồi. Học, học, học. Không được rồi, ta thật sự không được rồi. Tiểu hồ ly tiến độ không chậm, xem ra tốc độ có thể tăng thêm một nấc nữa. Không, không được đâu. Đi. Bạch quản gia bấm nhầm nút, với tốc độ ánh sáng khiến tiểu hồ ly chưa kịp chạy đã bay ra xa trăm mét. Ai à, không cẩn thận chỉnh quá mức rồi. Trong ngôi nhà của Lý Công Tử, khi chủ nhân đi vắng các con vật nuôi đều thỏa thích làm điều mình muốn, đi đi lại trong nhà trông rất xôn tụ vui vẻ. Đại lão, ta tu luyện như thế nào rồi? Còn thiếu một chút. Đại lão, lưng của ta nóng quá. Hình như sắp hết rồi lật mặt cho ta, cũng nên nướng chính diện rồi. Nhiệt độ của lửa có thể chỉnh nhỏ một nấc, cho thêm chút thì là. À đúng rồi, đi xem thử bình rượu rắn đó ngâm thế nào rồi. Đại hắc ca ca, hửng, đại hắc ca ca, ta muốn nói, muốn nói. Nếu huynh có thời gian, có thể dạy ta pháp thuật không? Đã tám đuôi rồi à? Có thể, dạy cho người chiêu đó của ta, vuốt chó từ trên trời rơi xuống. Chủ nhân trở về rồi, các con vật như chết lặng, nghe như xét đánh ngang tai đại hắc liền đá tiểu hồ ly bay thẳng lên trời rồng băng tuyết quản gia cũng tức tốc chạy quay về bản thể của mình tốt quá rồi đát kỳ cuối cùng cũng trở về rồi thấy chủ nhân hắc bạch liền từ xa chạy lại giống như trước khi tôi rời đi xem ra các ngươi không có làm loạn đại hắc tốt quá rồi gâu vẫn là không khí trong nhà tốt nhất gâu tiểu hồ ly bây giờ mới đáp đất văng tận ra ngoài cửa đi theo đó còn có rắn và lão chư đều bị đá văng ra khỏi nhà la 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 Lý công tử vui vẻ sắp xếp các bảo bối mà thu hoạch được sau chuyến đi lên nhà. Hừm, xấu quá. Có điều cũng là tâm ý của cô cốc chủ, nó không chừng là pháp bảo gì đó rất gây gớm. Đi ăn cơm thôi, quả nhiên con mắt đó có vấn đề.